Bí mật giấu kín bên trong nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là gì? Sổ đỏ căn nhà 35 triệu đô hay két sắt chứa 700.000 tỷ? Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Ngẫm Sự Đời. Trong bối cảnh những chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt mà không có vùng cấm, không có ngoại lệ, lời tuyên bố này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là lời hứa với công chúng mà còn là tiêu chuẩn mà ông tự áp đặt cho chính mình. Đằng sau ngôi nhà công vụ số 5 phố Thiền Quang, phía sau một con người đạo mạo được ví như bao thanh thiên của Việt Nam là sự thật gì ẩn giấu? Mời quý vị cùng Ngẫm Sự Đời ghé thăm nhà của người đứng đầu Đảng Cộng sản để xem có phát hiện được bí mật nào được giấu kín bên trong ngôi nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không quý vị nhé. Thách thức tham nhũng và những bóng gió trong chính trị Việt Nam. Kính thưa quý vị, tham nhũng là một vấn đề nghiêm trọng và dai dẳng ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới và Việt Nam không ngoại lệ. Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã tích cực đưa ra nhiều sáng kiến để chống lại nạn tham nhũng. Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể, câu hỏi về mức độ hiệu quả của những nỗ lực này và những người thực sự nhúng chàm vẫn còn là dấu hỏi lớn. Trong khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được biết đến là người đã khởi xướng nhiều chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt. Ông đã công khai tuyên bố chiến đấu chống lại tham nhũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của mình, gọi đây là cuộc chiến trong sạch. Nhưng liệu trong bối cảnh chính trị phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thực sự là hình mẫu của sự liêm khiết, hay ông cũng có thể bị cuốn vào vòng xoáy của những cáo buộc và lùm xùm? Không thể phủ nhận những nỗ lực của ông Nguyễn Phú Trọng trong việc xây dựng một chính phủ minh bạch hơn. Tuy nhiên, trong một quốc gia mà chính trị vẫn còn nhiều bất ổn và các mối quan hệ quyền lực phức tạp, không ai có thể hoàn toàn tách rời khỏi những nghi ngờ. Câu hỏi đặt ra là, liệu Tổng Bí thư có thực sự vượt lên trên mọi sự cám dỗ và giữ vững lập trường của mình, hay ông cũng chỉ là một nhân vật chính trị khác bị thử thách bởi quyền lực và sự tham nhũng? Có điều gì ẩn giấu đằng sau con người nghiêm khắc, đạo mạo và liêm chính của ông không? Nguyễn Phú Trọng ẩn sau một nhà lãnh đạo nghiêm khắc, đạo mạo và liêm chính là gì? Quý vị thân mến, quả thật, thời đại chúng ta đang sống đã sản sinh ra những con người kiệt xuất, và ngược lại, những con người kiệt xuất có thể sinh ra một thời đại. Chúng ta đang sống trong thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một thời đại mà nhân dân Việt Nam đã thực hiện những điều hết sức kỳ diệu. Qua những cuộc giải phóng đất nước, chúng ta đã làm tan rã hệ thống chủ nghĩa thực dân đế quốc bằng những cuộc kháng chiến giành độc lập và tự do. Những nỗ lực này đã góp phần cùng nhân loại kiến tạo tương lai, một xã hội dựa trên sự phát triển hài hòa của quyền tự do, dân chủ, lòng nhân ái và sự nghiệp giải phóng con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư cách là một người thầy vô cùng vĩ đại, đã để lại những học trò xuất sắc. Các bậc tiền bối như Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp đã có những cống hiến to lớn và quan trọng trong lịch sử kháng chiến và đặt nền móng cho sự phát triển đất nước. Trong bối cảnh hiện tại, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13, tiếp nối truyền thống đó, là một người cộng sản trung kiên, trung thành. Ông đã vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam lên một tầm cao mới. Hy vọng rằng, chúng ta cùng nhau suy ngẫm và tiếp tục hành trình này. Trong văn hóa Việt Nam, câu tục ngữ cây có gốc, nước có nguồn luôn được trân trọng, biểu thị sự quý trọng nguồn gốc và cội nguồn. Người ta tin rằng nguồn sâu sẽ làm nước chảy mạnh và gốc vững sẽ khiến cảnh xanh tươi tốt. Tâm hồn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ nhỏ đã được nhuần nhuyễn những giá trị này qua ca dao dân ca, hấp thụ những bài học về ân tình và đạo lý, tựa như nguồn sữa tươi mát, trong lành. Câu tục ngữ giấy rách phải giữ lấy lề, đói cho sạch, rách cho thơm cũng phản ánh lối sống và tư tưởng của ông, đặc biệt trong bối cảnh hiện đại. Không phải là một ngôi nhà 35 triệu đô, không phải ngôi nhà có két sắt chứa gần 700.000 tỷ. Đây là một ngôi nhà công vụ đơn sơ giản dị đến bất ngờ. Gần đây,
đã có thông tin về nơi ở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều người bất ngờ khi biết đến địa chỉ nhà số 5, phố Thiền Quang, nơi ông và gia đình đang sinh sống. Trước đó, có dư luận cho rằng từ khi còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trọng đã sở hữu mảnh đất và ngôi nhà này. Tuy nhiên, sự thật là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn ở trong nhà công vụ, đó là căn nhà số 5 phố Thiền Quang, một con phố nhỏ thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây vẫn là tài sản của Đảng. Theo tìm hiểu, đây là căn nhà công vụ từng là nơi ở của cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Trước khi qua đời, tiền bối Nguyễn Lương Bằng đã dặn dò người thân phải trả lại căn nhà cho Đảng để chuyển đến nơi khác. Cũng trên con phố này, có một căn nhà tương đối khang trang trước đây từng là nơi ở của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn. Sau khi cụ Hoàn từ trần, ngôi nhà này cũng đã được gia đình trả lại cho Đảng và hiện nay là trụ sở của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, nơi có ngôi nhà và mảnh đất do cha mẹ ông để lại. Từ những chi tiết nhỏ như việc ông đã sử dụng một bộ vest trong suốt 12 năm mà vẫn chưa nỡ bỏ đi, chúng ta có thể thấy được phong cách sống giản dị của ông. Thực tế, ngoài những dịp cần mặc trang phục com lê cho các nghi lễ chính thức, Tổng Bí thư thường mặc quần áo rất giản dị, thậm chí là những chiếc áo đã sờn vai. Cuộc sống thanh đạm này không chỉ phản ánh sự lựa chọn cá nhân mà còn bắt nguồn từ đạo đức cách mạng mà ông luôn theo đuổi, như một mẫu mực của sự giản dị. Điều này cũng phản ánh tinh thần liêm khiết và trách nhiệm đối với cuộc sống chung của đại đa số người dân Việt Nam, đặc biệt trong những thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bao Thanh Thiên phiên bản Việt, một cuộc đời liêm chính đến bất ngờ. Trước đó, đại biểu Lê Thanh Vân cũng đã chia sẻ và nhận xét tương tự. Được biết, dù không có nhiều tiền tiết kiệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng một phần vào việc mua công trái và phần còn lại gửi tiết kiệm, thể hiện lối sống giản dị, không khác gì cuộc sống của những công chức bình thường và bao người lao động khác. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Nguyễn Văn Tuyết, một đại biểu Quốc hội lâu năm qua năm khóa liên tiếp, đã chứng kiến hai lần ông Nguyễn Phú Trọng nhậm chức. Ông Tuyết chia sẻ rằng mỗi lần nghe những bài phát biểu của Tổng Bí thư, ông cảm thấy rất xúc động. Mặc dù nhận được sự tín nhiệm gần như tuyệt đối từ Ban Chấp hành Trung ương Quốc hội, lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn hết sức khiêm nhường. Sự khiêm tốn này làm cho ông càng được yêu mến hơn. Chúng ta có thể thấy rằng, trong mỗi thời đại, bên cạnh những vị quan tham, luôn tồn tại những người quan liêm chính như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà cả đất nước Việt Nam yêu quý. Nhờ có những nhân cách ưu tú như bác Trọng, bộ máy nhà nước mới được làm sạch, loại bỏ những thành viên không xứng đáng. Hy vọng rằng các vị lãnh đạo hiện đang phục vụ trong bộ máy nhà nước sẽ trở thành những người ưu tú cả về đức lẫn tài, tiếp tục duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này. Có lẽ bạn đang thắc mắc về những gì các đại biểu và lãnh đạo đã nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đại hội gần đây. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây. Đại biểu Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về Tổng Bí thư. Khi nói về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, điều đầu tiên phải nói đến là sự liêm khiết. Như bác Hồ đã nói, người lãnh đạo phải có đức trước tài, và đức là gốc, bởi có đức mới quy tụ được mọi người. Trải qua nhiều vị trí công tác, chúng ta thấy rằng ông Phú Trọng là người có bản lĩnh, lại khéo léo trong công tác giải quyết những tình huống gay gắt. Ví dụ, khi giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm biển nước ta, Bộ Chính trị đã 13 lần họp để ứng phó, và mỗi lần đều giải quyết thành công các tình huống đó. Tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra quy định mới về việc nêu gương của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ủy viên Ban Trung ương. Hình ảnh một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sống trong nhà công vụ,
không có tài sản lớn đã nói lên điều gì? Đại biểu Vũ Kim Trọng nhấn mạnh, không phải khi Quốc hội bầu ông làm chủ tịch nước với bản kê tài sản mới khẳng định ông liêm khiết. Từ lâu trong quá trình công tác, tôi có thể khẳng định ông Nguyễn Phú Trọng là người chí công vô tư, hoàn toàn trong sáng. Đây là một tấm gương sáng, rất rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi những biệt phủ, nhà lầu của quan chức gây bức xúc dư luận. Việc nêu gương của ông rất có ý nghĩa. Người đứng đầu đảng và nhà nước sống trong nhà công vụ với một số tiền tiết kiệm nhỏ đã nói lên tất cả. Chỉ khi nêu gương thuyết phục mới có thể dẫn dắt, lãnh đạo được. Tôi dám khẳng định một lần nữa rằng Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối trong sạch. Thêm vào đó, ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã từ chối nhận con mình vào công việc nhằm duy trì sự liêm khiết của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nhấn mạnh rằng, khi nhìn vào bảng kê tài sản của ông, được nhân dịp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước, ông thấy rằng đó là bản kê khai trung thực với độ tin cậy rất cao. Qua bản kê khai đó, ông thấy rằng Tổng Bí Thư có cuộc sống bình dị như đa số người dân lao động Việt Nam hiện nay, sống trong nhà công vụ và chỉ có một số tài sản tiết kiệm nhỏ. Cá nhân ông đã có thời gian làm việc và tiếp xúc khi ông Nguyễn Phú Trọng còn là Chủ tịch Quốc hội. Ông có thể khẳng định rằng Tổng Bí Thư là người vô cùng liêm khiết và chính trực. Thông qua quan hệ bạn bè, người thân của ông biết rằng gia đình, vợ con của ông cũng sống một cuộc sống rất bình dị, không khác biệt so với mọi người. Ông nhớ lại một sự kiện, khi con ông tốt nghiệp và có bạn bè đã đưa hồ sơ xin việc sang văn phòng chính phủ, nhưng chủ nhiệm văn phòng khi đó trả lời rằng cháu chưa đủ điều kiện vì thiếu thời gian công tác thực tế. Khi biết chuyện này, ông Nguyễn Phú Trọng không những không can thiệp để con mình được vào làm việc mà còn cảm ơn người không tiếp nhận. Với tấm gương liêm khiết như vậy, tôi nghĩ đây là một trong những lý do để ông liên tiếp được giới thiệu trong những hoàn cảnh đặc biệt. Lần này, trong hoàn cảnh đặc biệt khi Chủ tịch Trần Đại Quang đột ngột qua đời, Đảng và Nhà nước đã thống nhất rất cao giới thiệu và bầu ông làm Chủ tịch nước. Tôi tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng hội tụ đủ những điều kiện ưu tú để đứng đầu Đảng và Nhà nước là một tấm gương trong giai đoạn Đảng ta cần phải nhấn mạnh sự nêu gương của người lãnh đạo. Quý vị thân mến, một vị lãnh đạo như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thực sự rất được người dân yêu quý, từ cách làm việc cho đến đời sống thường ngày. Sự giản dị của Bác đến mức khiến chúng tôi ngỡ ngàng khi biết được nơi làm việc của Bác. Phòng làm việc của Tổng Bí Thư tại trụ sở Trung ương Đảng, nơi ông chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt vào chiều ngày 10 tháng 3, đánh giá những vấn đề nổi bật của đất nước và tình hình quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2022, thật đơn sơ và bình dị. Điều bất ngờ mà ai cũng thấy chính là căn phòng làm việc của Tổng Bí Thư, vô cùng đơn giản và không có tranh tượng hay bộ bàn ghế xa hoa. Nếu để ý kỹ hơn, bạn sẽ thấy căn phòng có cả chỗ bong chóc sơn. Điều đặc biệt là ở căn phòng này là sự hiện diện của rất nhiều sách, sách trên kệ, sách trên bàn làm việc và trên tường là một bức ảnh Bác Hồ. Đây là một căn phòng bình dị, một minh chứng cho cuộc sống giản dị của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Những câu chuyện về cuộc sống giản dị của ông được bạn bè và đồng nghiệp kể lại khi ông đã giữ những vị trí quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Dù vậy, ông vẫn sử dụng một chiếc xe công vụ cũ, một chiếc Toyota Crown đời 1998 đã qua 22 năm sử dụng. Khi người bạn đồng môn của ông là người đứng đầu thủ đô, ông vẫn lặng lẽ nhờ người chở mình đi xe máy về thăm khoa văn trong sự ngỡ ngàng của thầy cô và bạn bè. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã từng nói ông là người ăn mặc giản dị, luôn nói đi đôi với làm. Ngay cả trong những dịp thực hiện nghi lễ cần mặc com lê, ông thường mặc những bộ quần áo giản dị, có những chiếc áo cũ đến sờn vai. Điều này xuất phát từ cuộc sống, từ đạo đức cách mạng của một con người mẫu mực, giữ gìn danh dự cá nhân và hòa chung với cuộc sống của đại đa số đồng bào khi đất nước còn khó khăn. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, tiền bạc lắm làm gì,
chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Câu nói này như một lời khuyên, một lời cảnh tỉnh cho những ai chỉ nghĩ đến chức tước và bổng lộc. Sự giản dị trong căn phòng làm việc khi ông triệu tập một cuộc họp quan trọng là điều không ai ngờ tới. Với nhiều người, họ sẽ càng bất ngờ hơn khi thấy phòng làm việc của Tổng Bí Thư thực sự đơn sơ và giản dị đến mức không thể giản dị hơn. Điều này chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho những người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, càng tin yêu Đảng. Thưa quý vị, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người được người dân Việt Nam hết sức yêu quý và ngưỡng mộ, được biết đến không chỉ qua cách làm việc mà còn qua lối sống giản dị và chính trực. Ông luôn giữ một phong cách sống khiêm tốn, phản ánh qua văn phòng làm việc đơn giản và các bộ quần áo không cầu kỳ. Những nỗ lực chống tham nhũng quyết liệt của ông, dưới khẩu hiệu không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã khẳng định cam kết không khoan nhượng với bất kỳ hình thức tham nhũng nào, làm sâu sắc niềm tin của dân chúng vào chính phủ. Tổng Bí Thư cũng được coi là hình mẫu lãnh đạo đáng ngưỡng mộ với việc kiên định theo đuổi chính sách minh bạch và công bằng, đồng thời duy trì mối liên hệ chặt chẽ với nguồn gốc văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Sự tôn trọng sâu sắc đối với câu tục ngữ cây có gốc, nước có nguồn minh chứng cho việc ông không chỉ giữ vững văn hóa dân tộc mà còn thể hiện sự liêm chính trong mọi hành động. Mặc dù đối mặt với thách thức và chỉ trích, Tổng Bí Thư vẫn nhận được sự tín nhiệm cao nhờ vào phong cách lãnh đạo chân thành và gần gũi với người dân. Ông được biết đến là người khiêm tốn và luôn tôn trọng nguyên tắc, làm tăng sự tôn trọng và yêu mến từ công chúng. Những đặc điểm này không chỉ phản ánh những giá trị mà ông theo đuổi mà còn minh chứng cho việc ông đã và đang góp phần vào việc xây dựng một xã hội công bằng và minh bạch, nơi luật pháp được tôn trọng và mỗi công dân đều có trách nhiệm đối với xã hội. Những câu nói đáng giá ngàn vàng, truyền cảm hứng sâu sắc của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, bài bản và có những kết quả tích cực. Một trong những dấu ấn đọng lại năm 2021 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công tác phòng chống tham nhũng với sự lãnh đạo của người đứng đầu Đảng là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trong năm qua, Tổng Bí Thư cũng có nhiều câu nói ấn tượng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở, mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức cơ quan nội chính phải thường xuyên tôi luyện, rèn giũa bản thân để thanh bảo kiếm luôn rắn giỏi và sắc bén, dám vung kiếm và vung kiếm đúng lúc, chém đúng đối tượng, không bị sứt mẻ, để lá chắn luôn vững vàng, chắc chắn, không một viên đạn, mũi tên nào có thể xuyên thủng, nhất là những viên đạn, mũi tên bọc đường. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên cho người khác làm. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ, tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất, Tổng Bí Thư nhấn mạnh. Tại buổi họp báo sau Đại hội 13, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tinh thần chống tham nhũng không dừng, không nghỉ, sát đại hội vẫn xử lý nhiều cán bộ. Tôi nói là không dừng, không nghỉ, không kể đó là ai, không có vùng cấm, Tổng Bí Thư nói. Nhắc lại câu nói của Bác Hồ cưa một cành cây mọt, sâu, để cứu cả cái cây, Tổng Bí Thư cho biết, xử một vài người để răn đe, giáo dục, ngăn ngừa người khác đừng vi phạm, để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa là chính, không phải cốt xử cho nhiều, xử cho nặng mới là nghiêm. Trong phiên họp đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 11 tháng 8 năm 2021, Tổng Bí Thư yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, nhất là việc quản lý,
nhận xét, đánh giá cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật sự tâm huyết vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy chính phủ và chính quyền các cấp. Đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín, đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hư hỏng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn, Tổng Bí thư nói. Ngày 10 tháng 9 năm 2021, phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa đều là những biểu hiện tiêu cực. Không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hai cái này nó có liên quan đến nhau. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng. Đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Cái lợi ích kinh tế nó thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2021, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong bài phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh các đảng viên cần nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà phán hoặc chờ xem, coi như mình vô can. Về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, Tổng Bí thư lưu ý phải khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau, đồng thời cũng ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để đấu đá, hạ bệ nhau với những động cơ không trong sáng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua những phát biểu đầy ấn tượng và quyết liệt, đã thể hiện một tinh thần không khoan nhượng đối với tham nhũng và sai phạm. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc giữ gìn đạo đức và lối sống trong sạch, coi đây là nền tảng cơ bản để chống lại tham nhũng, điều mà ông ví như cắt một vài cành sâu, mọt để cứu cả cây. Ông khẳng định rằng cán bộ trong Ban Chỉ đạo chống tham nhũng mà lại tham nhũng thì không thể chống ai, và ông sẵn sàng xử lý nghiêm khắc những trường hợp như vậy. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc cần phải kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng và cảnh báo rằng ngay cả khi cái lò đã nóng lên thì bất kỳ ai cũng có thể bị cháy. Đây là lời nhắc nhở về việc không ai trong hệ thống được miễn trừ trước quy định và sự giám sát. Qua những phát biểu này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ nêu bật sự cần thiết của việc duy trì sự liêm khiết và chính trực trong quản lý nhà nước mà còn thể hiện cam kết cá nhân trong việc xây dựng một chính quyền trong sạch, minh bạch và hiệu quả. Những lời nói của ông đã trở thành ngọn lửa thúc đẩy mạnh mẽ cho nỗ lực chung của đất nước trong việc xây dựng một nền hành chính công bằng và phục vụ lợi ích của nhân dân. Trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam, với những thách thức liên quan đến tham nhũng và quản lý quyền lực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một biểu tượng của sự chính trực mà còn là hình mẫu của sự giản dị và khiêm tốn. Phong cách lãnh đạo của ông đã và đang góp phần củng cố niềm tin của người dân vào một chính phủ liêm khiết, minh bạch và hiệu quả. Sự nỗ lực không ngừng của ông trong việc đẩy lùi tham nhũng và thực thi công lý cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng một đất nước phát triển bền vững dựa trên nền tảng vững chắc của luật pháp và đạo đức. Cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là người lãnh đạo, ông còn là nguồn cảm hứng cho mọi tầng lớp người dân Việt Nam phấn đấu không chỉ vì sự nghiệp cá nhân mà còn vì lợi ích chung của toàn xã hội.
tấm gương của ông khẳng định rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giá trị của sự liêm chính và sự tận tụy vì đất nước luôn là bản lĩnh của những nhà lãnh đạo vĩ đại.